Tiên Đầu Thống. Thế còn ở trong Nam á, thì cái tên dân gian người ta hay gọi là cườm nước, nhưng mà trong chuyên môn thì chúng tôi gọi là bệnh glaucoma. Và đây là một cái bệnh nó cũng khá là nguy hiểm, bởi vì nếu mình không được điều trị, phát hiện rồi chữa trị kịp thời thì có thể dẫn đến mù lòa. Thường là bệnh nhân người ta sẽ có cảm giác là mờ mắt rất là nhiều, rồi mờ thậm chí rất là nhanh trong khoảng 1-2 ngày. Thế và một số bệnh nhân thì người ta sẽ thấy là nhìn đèn nó có quầng màu xanh đỏ. Và đôi khi là có những cái bệnh nhân thì người ta cảm thấy là người ta buồn ói hoặc là đau bụng, rồi là nhức đầu kèm theo, nhức đúng cái bên nửa đầu mà cái mắt mình bị mờ. Thì đấy là những cái triệu chứng nó khá là điển hình. Thế nhưng mà tuy nhiên là cũng có những cái trường hợp mà nó không có cái triệu chứng gì cả, thì cái đấy thực tế là nó còn nguy hiểm hơn nữa, bởi vì mình sẽ không phát hiện kịp thời. Vậy thì cái nguyên nhân nào làm cho mình mang bệnh như vậy thưa bác sĩ? Thực ra thì các bạn biết là mắt của mình thì nó là một cái khối hình cầu, hình tròn kín ở trong, bên trong nó là một cái khối kín như vậy. Thì bên trong mắt nó có một cái chất người ta gọi là thủy dịch, thì nó thường là nó phải lưu thông hết sức là điều hòa và ổn định. Thì khi mà nó lưu thông ổn định như vậy thì nó giữ một cái áp lực nó cân bằng ở trong mắt, và một cái áp lực nó bình thường thì cái mắt nó sẽ ổn định và không có vấn đề gì. Tuy nhiên là vì một cái lý do nào đấy, chẳng hạn cái nguồn cái thủy dịch này nó bị thoát ra chậm hơn, hoặc là thoát không được thoát ra, nó bị bít chẳng hạn, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tăng cái áp lực ở trong mắt. Và trong chuyên môn thì chúng tôi hay gọi là tăng nhãn áp. Và khi cái nhãn áp nó tăng cao như vậy thì nó sẽ ép đến những cái tổ chức, những cái mô và những cái mạch máu nuôi dưỡng cho cái võng mạc thần kinh, và nó gây ra cái ảnh hưởng về cái nuôi dưỡng thần kinh, làm nó tổn hại những cái tế bào thần kinh. Và trước hết là nó gây nhức mắt dữ dội, và thường là những cái bệnh nhân đấy người ta cảm thấy như là muốn nổ con mắt, là đau kinh khủng. Thì thực ra mà nói thì bệnh này nó có một cái trường hợp điển hình như tôi vừa nói, đấy là cái trường hợp người ta gọi là glaucom cấp. Nhưng mà tuy nhiên là nó sẽ còn một cái trường hợp khác, nó gọi là glaucom mãn hoặc glaucom góc mở. Thì đối với những cái trường hợp mà glaucom góc mở thì triệu chứng thực tế nó rất là âm thầm, bệnh nhân không có một cái cảm giác gì hết, cái mắt nó cứ từ từ nó mờ dần, và đến một cái ngày nào đó bệnh nhân thấy mờ quá thì bắt đầu mới đi đến bác sĩ, và lúc đấy thì là gần như là nó khá là muộn.